Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với tin tức thị trường đầu tư tiền mã hóa số 48 trên Phương Pháp Thành Công. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cái tin tức của thị trường của chúng ta. Và hôm nay thì mọi người có thể thấy rằng là cái chỉ số tài phú của chúng ta đã có mức tăng trưởng và phục hồi lên tới cái mức là 1.411 điểm tại thời điểm mà Hòa chia sẻ với các bạn cái video này. Và như vậy là mọi người có thể thấy rằng là chúng ta đã có 4 ngày liên tiếp tăng điểm, đúng không nào? Sau khi mà có một cái sự điều chỉnh thì hiện nay thì như vậy là các cái đồng coin trong chỉ số tài phú của chúng ta nó cũng có một cái sự phục hồi tương đối đáng kể khi mà Bitcoin đang ở mức là 63.125 đô la, ETH thì cũng đang ở cái mức là 2.552 đô la, Solana thì đang ở cái mức là 147 đô la, và hầu hết các cái đồng tiền trong cái chỉ số của chúng ta nó cũng có cái sự phục hồi đó trong những cái ngày qua. Khi mà thị trường hiện tại thì mọi người có thể thấy rằng là phục hồi với cái mức điểm lên tới 50 điểm so với số trước của chúng ta. Và có những cái thời điểm thì chỉ số đã vượt lên cái mức là 1.429 điểm. Đó, thì chúng ta sẽ cùng quay trở sang với những cái tin tức của thị trường. Thì đầu tiên thì ngày hôm nay chúng ta có một cái cuộc gặp gỡ giữa hai cái nhân vật rất là nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ. Đó chính là Elon Musk và ông Tổng thống El Salvador Najib Bukele. Đó là hai cái nhân vật rất là nổi tiếng liên quan nhiều đến cái thị trường tiền mã hóa cũng như cái lĩnh vực công nghệ. Và ông Tổng thống này là ông ta rất là quan tâm đến cái lĩnh vực công nghệ và phát triển. Và nếu như dưới góc nhìn của Hòa thì Hòa thấy rằng là ông ta cũng định hướng cái quốc gia của ông ta cũng sẽ là phát triển trong lĩnh vực công nghệ, nên ông ta gặp gỡ rất là nhiều người trong cái lĩnh vực công nghệ. Cả số trước, các số trước Hòa đã từng chia sẻ khi mà ông ta gặp CEO của Jumbo hay là gặp các cái chuyên gia trong cái lĩnh vực tiền mã hóa rồi là sàn, để mà ông ta có thể gặp gỡ, để có thể là kết nối học hỏi và kết nối cái hệ thống của ông ta, và để mà có thể là tìm hiểu sâu hơn trong cái lĩnh vực công nghệ mà nơi mà có thể là ông ta sẽ phát triển, định hướng cái đất nước của ông ta sẽ tập trung vào cái lĩnh vực này. Đấy, đấy là một trong những cái điều đầu tiên mà Hòa muốn chia sẻ. Thì trong cái video này thì mọi người có thể thấy rằng là Elon Musk có chia sẻ là vừa có một cuộc gặp với Najib Bukele. Chúng tôi đã nói rất nhiều về bản chất của thực tế, tương lai, nhân loại, công nghệ như AI và robot sẽ ảnh hưởng đến thế giới như thế nào. El Salvador có một lãnh đạo tuyệt vời. Đó, thì đấy là một trong những cái phần mà chúng ta chia sẻ. Và như là mọi người biết rằng là đây cũng là một cái quốc gia nắm giữ Bitcoin đầu tiên trên thế giới, đúng không nào? Thì hiện nay thì mọi người cũng có thể thấy rằng là quốc gia này cũng đã mua thêm Bitcoin trong cái giai đoạn vào ngày hôm qua. Thì đây là số lượng mà Bitcoin mà quốc gia này nắm giữ. Đó, cứ mua từng chút một, đúng không nào? Đó, thì đây cũng là một cái báo cáo về cái quốc gia El Salvador này. Đó, thì mọi người thấy rằng là với cái việc như vậy thì cái tương lai của đất nước này, ông ta cũng nhắm đến là định hướng sẽ là phát triển theo lĩnh vực công nghệ, như là cũng là rất là cao khi mà có một người tổng thống đi theo xu hướng như vậy, khi mà tiền mã hóa còn được dạy ở trong trường học của quốc gia El Salvador này, thì là một trong những người lãnh đạo rất là tiến bộ, đó, rất là tài giỏi và tiến bộ. Đó là một cái tin tức đầu tiên mà ngày hôm nay Hòa muốn chia sẻ với mọi người về cái tin tức đó. Cái tin tức thứ hai đó chính là chúng ta cũng có thể thấy rằng là đây là một cái về M2 toàn cầu cao nhất mọi thời đại. Đó, thì đây là M2 là gì? M2 tức là cái lượng nguồn cung tiền trên thế giới đấy mọi người. Tổng cái nguồn cung tiền trên thế giới hiện tại đang ở cái mức là 96.000 tỷ đô. Đó, một cái mức khủng khiếp, 96.000 tỷ đô. Tức là chúng ta thấy rằng là từ những năm trở lại đây thì cái lượng in tiền, cung tiền trên toàn thế giới này nó vượt lên rất là nhanh, với cái tốc độ rất là khủng khiếp. Đó, thì mọi người có thể thấy rằng là cung tiền M2 đó đi lên với cái mũi tên đi lên rất là cao. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái mức độ in tiền của các chính phủ nó nhiều như thế nào. Và ở đây thì có một cái nữa, đó chính là cái số nợ của nước Mỹ. Thì mọi người có thể thấy rằng nợ của nước Mỹ trong những năm qua nó khủng khiếp như thế nào. Đây cái là cái biểu đồ đây. Thì mọi người có thể thấy rằng là trong những năm 1970
thì nợ của Mỹ rất là ít, và từ những năm 1990 thì cái tốc độ tăng trưởng của nó là khủng khiếp, và trong những năm gần đây thì cái mức độ tăng nợ của Mỹ là khủng khiếp. Tính đến năm 2020 thì Mỹ nợ khoảng hơn 23.000 tỷ đô, và như bây giờ mọi người đã biết rồi là tại thời điểm này Mỹ đã nợ lên tới hơn 35.400 tỷ đô la. Đó thì là một con số nợ khủng khiếp, cho thấy rằng là nếu mà các bạn thấy là nợ nhiều như vậy thì lấy đâu ra tiền để mà trả, đúng không nào? Thì lại in thêm tiền thôi. Thì cái vòng lặp này lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và chúng ta thấy rằng là như vậy thì các cái tài sản, đặc biệt là những cái tài sản như là tiền mã hóa, bất động sản, khi mà có một cái lượng nguồn cung tiền lớn như vậy đưa vào cái thị trường ấy, thì các cái tài sản này nó sẽ tăng giá. Nó sẽ tăng giá bởi vì cái yếu tố quan trọng là lạm phát. Khi mà lạm phát nó tăng thì nó sẽ làm tăng giá hầu hết các loại tài sản. Thì các bạn cứ hình dung như này, nếu mà lạm phát khoảng 15% thì có một cái công thức về lạm phát mà muốn chia sẻ với các bạn là như thế nào. Ví dụ như là có cái quy tắc là 72 do Einstein tạo ra đó. Thì cái quy tắc 72 này sẽ như nào? Khi mà mọi người hình dung như này, mình sẽ lấy cái số 72 và mình chia cho cái tỷ lệ lạm phát để mà ra được. Ví dụ như là lạm phát ở Việt Nam đi là 15% đi. Thì chỉ cần cứ sau mỗi 4,8 năm, tức là gần 5 năm là sẽ cái tài sản nó sẽ nhân đôi. Đấy, nên là cái mức độ mà tăng giá của các loại tài sản khi mà lạm phát nó cao ấy, thì trong vòng 5 năm thì các bạn mua một cái nhà 10 tỷ thì 5 năm nó lại thành một cái nhà 20 tỷ rồi. Đó, thế thì trong vòng 5 năm như vậy để mà tạo ra một cái giá trị tài sản bằng sức lao động tạo ra 10 tỷ nó trở nên khó khăn rất là nhiều. Nên càng lạm phát cao, bơm tiền càng lớn thì cái cách biệt giữa người giàu và người nghèo càng cao. Khi mà càng bơm tiền, khi mà lạm phát, khi mà mọi thứ càng cao thì tầng lớp trung lưu sẽ và nghèo sẽ nghèo hơn. Còn tầng lớp giàu có, họ đã cầm và nắm giữ các tài sản rồi thì họ lại càng trở nên giàu có hơn. Thì đấy là một cái sự nghịch lý rất là lớn khi mà cái yếu tố này dưới góc nhìn mà Hòa hiểu được về cái M2 nhé. Cái M2 thì nó là như vậy đấy. Và chúng ta thử xem cái M2 của Việt Nam. Thống kê M2, cung tiền M2 Việt Nam. Chúng ta sẽ xem một cái cung tiền M2 của Việt Nam để chúng ta hình dung được là cái cấp độ, cái mức độ cung tiền đó. Đây là cung tiền M2 này. Thì các bạn thấy rằng là trong những cái năm qua cái tốc độ đấy, để tính lâu đây là tính đến năm 2014 đấy. Thì là trước đây vào thời điểm 2001 thì chúng ta chỉ có khoảng tầm chỗ này chắc khoảng 200.000 đây, 200.000 thôi. Đó. Thì bây giờ chúng ta đã vượt lên cái mức 5.000, 2014 này là 5.000. Thì cái này nó chưa sát với cái thực tiễn lắm, thì chúng ta lấy những cái thông tin nó gần với thực tế hơn. Ở đây thì đây là cái cung tiền đây. Thì cung tiền M2 đây, mọi người có thể thấy rằng là tính đến năm 2017. Thì trước đây mà mọi người có thể thấy rằng là vào năm 2000 thì mọi người thấy rằng là vào năm 2000 của chúng ta, cái cung tiền M2 của chúng ta nó chỉ đâu đó khoảng tầm hơn 100.000 thôi, hơn 100.000 thôi. Đấy, thì bây giờ thì tính đến năm 2017 thôi nhá, thì nó đã là hơn 8 triệu rồi. Tức là nó gấp mấy chục lần luôn, mấy chục lần, cái cung tiền này nó gấp mấy chục lần luôn. Thì nó cho thấy rằng là tất nhiên là cung tiền nó không phải là toàn bộ, nó còn do cả nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng phát triển nữa. Thì cái cung tiền nó phải đáp ứng đủ để nó giúp cho cái việc giao thương của chúng ta nó tốt hơn, đúng không nào? Cái đồng tiền của chúng ta nó phải tương ứng với cái nền kinh tế. Nhưng ý ở đây là gì? Có rất nhiều cái quốc gia, rất nhiều chính phủ họ in tiền ồ ạt và hầu như là quốc gia nào cũng như vậy thôi. Và khi mà chúng ta nhìn vào những cái cung tiền này thì chúng ta sẽ bạn hình dung là ví dụ bạn có 1 tỷ tại thời điểm này. Ví dụ như là bây giờ chúng ta tính đến năm 2017 đi, thì chúng ta có đâu đó khoảng 8 triệu đi. Chúng ta cứ lấy là 8 triệu
8 triệu mà chúng ta chia cho 200 ngàn đúng không ạ? Chia cho 200 thì nó là 40 lần. Đấy, 40 lần tức là ngày xưa mà bạn có 1 tỷ tại thời điểm 2000 này này. Tại là thời điểm 2000 này. Thì nếu mà tính bằng cái giá trị thì có thể nó sẽ bằng 40 lần. Đấy, có thể nhé. Đấy, thì bạn hình dung xem. Thì 1 tỷ ngày xưa năm 2000 các bạn thử cầm 1 tỷ tiền Việt đi. Ngày đó Hòa nhớ rằng những năm 2000 các bạn cầm mấy chục triệu thôi, các bạn đi mua rất là nhiều đất, rất là nhiều tài sản. Nhưng mà tại thời điểm này 1 tỷ thì các bạn không mua được cái gì nhiều cả. Thậm chí bây giờ cầm 1 tỷ mua bất động sản rất là khó, cầm 3 tỷ mua đất động sản ở Hà Nội này rất là khó. Đấy là để mà chia sẻ với mọi người về thêm về cái câu chuyện cung tiền. Thêm để cho chúng ta hình dung thêm đúng không ạ? Thì tiếp theo không đi xa quá nữa, rồi chúng ta trở về lại những cái tin tức của chúng ta. Với cái tin tức của thị trường ngày hôm nay đó chính là SEC đã chấp thuận các cái lựa chọn ETF Bitcoin giao ngay của BlackRock. Thì cái này, cái thuật ngữ này nó thực sự nó rất là khó hiểu, Hòa cũng phải tìm hiểu một số cái thông tin để mà có thể giải nghĩa, để chúng ta có thể hiểu được một cách kỹ lưỡng hơn hay là một cái góc nhìn rõ hơn. Thì ở đây cũng có một cái chia sẻ là ngọt ngào, điều này có nghĩa là gì? Bây giờ bạn có thể sử dụng Bitcoin như một tài sản tạo ra thu nhập, thực hiện các lệnh mua có đảm bảo, lệnh bán được đảm bảo bằng tiền mặt. Phần tốt là nó có khả năng tạo tính thanh khoản tốt. Điều này rất lớn đối với những người đầu tư Bitcoin đang tìm kiếm thu nhập thụ động. Đó. Thì đây cũng là một phần cái giải thích, và đây để mà rõ hơn thì chúng ta có thể là xem cái bài này để mà có thêm được cái giải thích từ anh Eric Banchulert này, anh ấy sẽ chia sẻ với chúng ta. Đó, thì tôi cho rằng là những người khác sẽ được chấp nhận, tức là những cái quỹ khác ấy sẽ được chấp thuận trong thời gian ngắn, và chiến thắng lớn cho ETF Bitcoin vì nó sẽ thu hút nhiều thanh khoản hơn, từ đó thu hút nhiều cá lớn hơn. Đây là một bất ngờ thú vị trong thời điểm nhưng không phải là một cú sốc. Tôi và Jay Shah đã đưa ra 70% khả năng chấp thuận vào tháng 5. Đó, lưu ý quan trọng đây chỉ là giai đoạn phê duyệt. OCC và OFTC cũng phải phê duyệt trước khi liêm yết chính thức. Hai giai đoạn này hiện tại không có thời gian cụ thể, đại loại như vậy, nên không chắc khi nào sẽ được phê duyệt. Tuy nhiên đây là một bước tiến lớn khi SEC vào cuộc. Đó. Thì một anh chàng này, anh ta cũng sử dụng ChatGPT để có thể giải nghĩa về cái thuật ngữ này. Tức là việc chấp thuận các cái quyền chọn trên cái quỹ của BlackRock này, tên là IBIT Bitcoin ETF của BlackRock, cho thấy khả năng tiếp cận thị trường và thanh khoản tăng lên đối với các nhà đầu tư. Điều này cho thấy chấp thuận ngày càng tăng của các tổ chức đối với Bitcoin như một loại tài sản hợp pháp. Điều này có thể thu hút nhiều vốn hơn vào không gian tiền mã hóa, có khả năng đẩy giá cao hơn. Ngoài ra, các quyền chọn cung cấp cho các nhà đầu tư các công cụ để ngừa phòng đầu cơ, có thể là tăng cường các chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro. Nhìn chung, điều này là phản ánh sự tăng trưởng của thị trường Bitcoin và có thể là dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn trong các cái nhà đầu tư truyền thống. Đó. Trong số các nhà đầu tư truyền thống, đại loại là như vậy, nó sẽ giúp cho các nhà đầu tư truyền thống vào trong cái thị trường này nó dễ dàng, tốt hơn. Đó, thì đấy là một trong những cái tin tức, và nó cũng có thể là có cái tốt cho thị trường. Và bên cạnh đó thì cũng có những người đặt ra câu hỏi liệu nó có là đi ngược với cái yếu tố là phi tập trung hóa không, cái mục đích ban đầu của Bitcoin không. Thì thực tế là cái gì nó cũng có tính hai mặt, đúng không nào? Thì với góc độ của Hòa nhìn nhận thì là như vậy. Khi mà các quỹ lớn này họ vào, họ kiểm soát một lượng lớn Bitcoin, đúng không nào, thì nó lại làm mất đi cái tính phi tập trung. Đó, thì đấy là một trong những cái
góc độ mà Hòa hiểu được từ từ cái vấn đề này và cũng muốn chia sẻ với mọi người để chúng ta thêm hiểu thêm về cái quỹ này và cái tác động của nó với cái thị trường nó sẽ ra sao và chúng ta sẽ xem những cái tác động của nó. Đó. Thì ở bài viết này thì sau khi mà có tiếp theo là sau khi mà có cái thông tin về cái việc là phát hành cũng liên quan BlackRock, nó phát hành một cái gọi là sách trắng Bitcoin thì cái giá của Bitcoin đã tăng lên 6%. Đó, thì bài viết này thì từ ngày hôm qua và mọi người có thể thấy rằng cái bài chia sẻ tiếp tục của anh Eric Bantulis này thì là anh nói rằng là BlackRock vừa công bố báo cáo dài 9 trang nêu lập luận về ETF Bitcoin như một công cụ đa dạng độc đáo có thể phòng ngừa rủi ro tài chính tiền tệ địa chính trị bao gồm cả phần có tên con đường đạt tới 1.000 tỷ đô la của Bitcoin. Đó, thì trong cái báo cáo này đây thì mọi người có thể là các bạn muốn đọc chi tiết thì các bạn có thể vào cái báo cáo này để các bạn có đọc thêm. Đó, thì ở trong này có nêu rõ luôn và cũng chỉ ra các cái chu kỳ trong các cái chu kỳ của Bitcoin và mỗi một chu kỳ đó thì nó thường giảm. Đó, thì ví dụ như là lần giảm sâu nhất là 93%. Đó, tiếp theo nó giảm chu kỳ thứ hai thì sau khi tăng lên nhân lên cái lần đầu tiên thì tăng lên 592 lần thì giảm xuống 93%, sau đó là tăng lên 555 lần thì giảm 84%, sau đó lại tăng lên 104 lần thì giảm 83%, sau đó tăng lên 21 lần thì giảm về 77%. Đó, thì đấy là cái báo cáo của BlackRock, thì các bạn có thể đọc ở đây để vào trong cái trang của anh Eric Bantulis này để có thể là tìm hiểu và đọc thêm những cái thông tin ở đây nếu các bạn quan tâm. Đó, thì có một cái báo cáo rất rõ. Ngày hôm qua thì Hòa cũng đã chia sẻ cái báo cáo này về cái hiệu suất hiệu quả của Bitcoin. Đó, thì hôm nay thì đã có những cái thông tin đầy đủ về cái báo cáo này của BlackRock, thì các bạn có thể là xem. Thì ngày xưa như là anh Tài chia sẻ, ngày xưa khi mà các quỹ đầu tư rất là lớn như BlackRock này hay là Goldman Sachs, những cái báo cáo này là cực kỳ quan trọng, bởi vì thời điểm đó không phải là thời điểm internet, chúng ta không thể dễ dàng tiếp cận những cái thông tin như thế này. Thì những cái thông tin, những cái báo cáo của những cái tổ chức đầu tư này nó rất là quan trọng đối với nhà đầu tư cá nhân. Đó, thì đây ngày nay thì chúng ta ngồi tại Việt Nam, chúng ta có thể có được những cái báo cáo này thì đấy là một điều rất là tuyệt vời. Đó, đây là điều rất là tuyệt vời. Nó giúp mang lại cho chúng ta những cái thông tin của một cái quốc gia bên kia địa cầu rất là nhanh chóng, đúng không nào? Đó, thì ở đây trong cái nội dung đó có một cái phần chia sẻ khá là hay, đó chính là báo cáo này nêu rõ là Bitcoin là giải pháp thay thế tiền tệ phi tập trung không có chủ quyền đầu tiên được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, không có rủi ro đối tác truyền thống, không phụ thuộc vào hệ thống tập trung và không bị chi phối bởi vận mệnh của bất kỳ quốc gia nào. Thì đây là một trong những cái báo cáo nó có một cái nội dung rất là hay, thì là muốn chia sẻ với mọi người để mà chúng ta có thể là hiểu được hơn về cái giá trị của Bitcoin và tại sao nó lại quan trọng. Bởi vì trong cái thế giới hiện nay, sau khi mà những cái năm vừa qua thì Hòa đã từng chia sẻ với mọi người trong những cái số trước của của tin tức thị trường đầu tư tiền mã hóa, là sau cái giai đoạn là chúng ta có Covid, chúng ta có chiến tranh thì các quốc gia họ không còn tin tưởng nhau nữa, đúng không ạ? Cái niềm tin giữa con người với con người nó bị ảnh hưởng. Chính vì thế cái sự ra đời rồi là các cái lần như là khủng hoảng kinh tế năm 2008 rồi các thứ đấy, nó làm xói mòn cái niềm tin giữa các cái quốc gia với nhau. Đó, giữa con người với nhau, rồi là cái vụ mà Nga, đúng không nào, bị tịch thu cái tài sản của họ, thì đấy là cái làm xói mòn cái niềm tin của con người với nhau. Chính vì thế bây giờ cái Bitcoin nó lại càng có cái giá trị khi nó không có cái sự tập trung hóa và không bị chi phối bởi vận mệnh của bất kỳ một quốc gia nào. Nó tạo lên cái sự tự do, đúng không nào? Đấy là một trong những cái điều rất là quan trọng mà Hòa cũng muốn chia sẻ với mọi người trong cái tin tức này. Và tin tức tiếp theo đó chính là Michael Saylor. Thì cái công ty của ông ta là Michael Saylor mua thêm 7.420 Bitcoin, tương đương với 458,2 triệu đô la.
thì cái việc mà mua và giao dịch của ông Michael Saylor là một cái sự giao dịch rất là nhất quán, rất là nhất quán. Và đây là mọi người có thể vào trang này để xem nhé, để xem từng cái giao dịch của ông ta tại mỗi thời điểm. Thì đây là cái giao dịch mới nhất, gần nhất của Michael Saylor có chia sẻ là 7.420 Bitcoin đã được giao dịch với giá là 458,2 triệu đô la. Đó, tương đương với một cái giá là 61.750 đô la. Đó, thì đấy là một trong những cái thông tin. Và tổng thời gian và tổng cái giá trị đầu tư của ông ta bây giờ là lợi nhuận khoảng 60%. Đó, 60,1%, tương đương với đó là gần 6 tỷ đô la. Đó, ông đã đầu tư vào trong cái thị trường này, vào trong Bitcoin. Thì đấy là một trong những cái báo cáo tiếp theo, cái thông tin. Và cái thông tin tiếp theo đó chính là OCoin tăng vọt, bỏ xa Bitcoin và Ether. Sau khi mà Fed cắt giảm lãi suất, thì thực ra thì cái này là họ viết để giật tít thôi. Chứ còn cái mức độ tăng thì theo Hòa cũng không đáng kể. Nó cũng không đáng kể. Đó, bởi vì là các cái OCoin thì trong thời gian qua thực sự nó đã giảm rất lớn, nó đã giảm rất nhiều. Thì ở đây mọi người có thể thấy rằng là cái báo cáo này cho thấy rằng là Bitcoin tăng 4,4%. Trong khi đó thì 125 cái OCoin còn lại thì nó tăng 5,68%. Thì cái điều này không có cái điều gì là ngạc nhiên cả. Đúng không nào? Bởi vì khi mà Bitcoin mà giảm thì OCoin sẽ giảm rất mạnh. Và khi mà Bitcoin tăng thì OCoin đương nhiên sẽ phải tăng xác suất cao chứ, không phải chắc chắn 100%. Thì các OCoin sẽ tăng mạnh hơn bởi Bitcoin. Bởi vì cái tính thanh khoản của nó, bởi vì cái vốn hóa nhỏ của nó rất là dễ để mà nó có thể đẩy cái vốn hóa của nó tăng lên được. Còn đối với những cái đồng tiền lớn như là ETH, như là Bitcoin của chúng ta thì cái vốn hóa của thị trường của nó lớn hơn. Để mà làm đẩy tăng giá được cái giá trị của nó thì nó khác biệt nhau hoàn toàn. Khi mà mọi người thấy rằng là chỉ riêng hai cái tiền mã hóa là ETH và Bitcoin thì nó đã chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái tổng vốn hóa của chúng ta rồi. Bởi vì chúng ta hình dung là hiện tại thị trường vốn hóa đang là ở cái mức là 2.295 tỷ đô. Đó, thì mọi người hình dung là riêng mấy cái đồng tiền gọi là đồng tiền ổn định này thì nó đã chiếm 160 tỷ đô rồi. Như vậy là thị trường còn lại riêng cái Bitcoin và ETH đã chiếm khoảng 1.550 tỷ đô. 1.550 tỷ đô cộng với OCoin, stablecoin là thêm 160 tỷ đô nữa. Như vậy là chúng ta đã có là 1.700 tỷ đô. 1.700 tỷ đô rồi. Hơn 1.700 tỷ đô rồi. Trong khi tổng cái vốn hóa của thị trường là như này thì chúng ta thấy rằng là chỉ còn đâu đó tổng tất cả các OCoin còn lại nó chỉ còn là 800 tỷ đô thôi. Đấy, tất cả các cái đồng coin còn lại chỉ là khoảng tầm 800 tỷ đô thôi. Thì cái vốn hóa của nó cao hơn rất là nhiều. Vốn hóa cao hơn rất là nhiều so với các cái OCoin khác. Mà chỉ cần tính riêng các cái top những cái đồng coin này, top 10 đồng coin này nó đã chiếm hầu hết các cái vốn hóa của thị trường rồi. Còn các cái đồng coin phía dưới, cái vốn hóa của nó rất rất là nhỏ hơn. Đấy, khi mà các bạn thấy xuống đây, với những cái đồng coin phía dưới này bây giờ cái vốn hóa của nó chỉ khoảng mấy trăm thôi. Đó, thì mọi người hình dung rằng là cái thị trường nó là như vậy. Đấy, nên là cái việc mà khi mà Bitcoin tăng mà OCoin tăng nhiều hơn là chuyện bình thường, chúng ta dễ hiểu hơn, rất là dễ hiểu hơn, đúng không nào? Điều quan trọng là khi mà nó tăng lên với những người có vốn hóa lớn, với những kế hoạch đầu tư của chúng ta có thanh khoản được, chúng ta có chốt lời được hay không mới là điều quan trọng. Đó, thì đấy mới là cái điểm quan trọng trong cái tin tức này mà Hoàng cũng muốn chia sẻ với mọi người. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái tin tức tiếp theo, đó chính là SEC tìm kiếm lệnh trừng phạt với Elon Musk vì cuộc điều tra trên Twitter. Thì như câu chuyện ở đây thì là Elon Musk, như mọi người đã biết là ông đã mua lại Twitter năm 2022 với giá 44 tỷ đô. Thì hiện nay SEC vẫn tiếp tục tìm kiếm cũng như là theo sát những cái thông tin
của ông tỷ phú này, và để mà tìm ra những cái gọi là những cái sai phạm để mà bắt lỗi, đúng không nào? Thì cái công ty, các cái đơn vị nó đôi khi là như vậy đấy. Khi mà mọi người biết rằng là Elon Musk thì là đang ủng hộ Đảng Cộng Hòa, đúng không ạ? Còn SDC hiện tại thì họ là những cái công ty, họ là những cái đơn vị mà hiện tại đang dưới quyền điều khiển của Đảng Dân Chủ. Thì cái điều đó nó cũng là điều dễ hiểu thôi, đúng không nào? Thì ở đây có một cái chia sẻ của các luật sư là của Elon Musk, đó là các bên đã lên lịch lại phiên điều trần trong khoảng 3 tuần sau ngày ban đầu, một khoảng thời gian không đáng kể trong bối cảnh cuộc điều tra này bắt đầu 2 năm rưỡi trước, bất kỳ yêu cầu trừng phạt nào cũng nên bị từ chối. Đó, đấy là một trong những cái câu trả lời của các luật sư của Elon Musk. Thì chúng ta, đây cũng là một tin tức thôi, chúng ta cũng theo dõi thôi, chứ cũng không có cái gì quá đặc sắc cả. Đến với tin tức tiếp theo, đó chính là Bitcoin đã vượt hơn hầu hết các loại tài sản trong năm qua. Thì cái điều này là chúng ta cũng thấy là cái điều dễ hiểu thôi, đúng không nào? Khi mà chúng ta thấy rằng là cái việc mà Bitcoin tăng trưởng trong những năm qua là tăng trưởng. Đây, mọi người, Bitcoin giao ngay tăng khoảng 124% kể từ tháng 9 năm 2023. Bitcoin đã giành được thị phần tương đối trong các loại tiền mã hóa theo các báo cáo. Thì đấy là cũng là một trong những cái điều mà chúng ta thấy được, chúng ta dễ hiểu thôi, đúng không nào? Khi mà trong những cái bài báo cáo trước của BlackRock thì cũng nêu rõ ở đây là Bitcoin hoạt động tốt, rất là tốt hơn so với các loại tài sản khác, các cái yếu tố khác, kể cả trong các cái bối cảnh xảy ra các cái cuộc gọi là khủng hoảng đi, như là Covid, như là chiến tranh, đó, rất là nhiều các vấn đề thì Bitcoin vẫn nắm được cái vị trí của mình. Đó, thì chúng ta cũng là điều dễ hiểu. Tiếp theo chúng ta đến với cái Bitcoin có thể đạt tới 200.000 đô la vào cuối năm 2025, kể từ bất kể cuộc bầu cử nào xảy ra như thế nào. Đó, thì ý là ở đây là như thế. Thì ở trong bài viết này thì cái ông gọi là giám đốc ngân hàng này, ông cũng chia sẻ rằng là khi mà lên làm tổng thống thì dù Donald Trump hay là bà Harris thì cũng bãi bỏ cái SAT 121. Thì SAT 121 này nó là cái gì? Nó là một cái quy tắc ngăn chặn hiệu quả các ngân hàng nắm giữ các tài sản tiền mã hóa cho khách hàng, lạm phát tăng nhẹ và dòng tiền tích cực chảy vào các quỹ giao dịch biến đổi, đó, hay là còn gọi quỹ ETF. Đó, thì mọi người cũng hình dung ở trong cái cuộc chơi này, nó là cuộc chơi về lợi ích. Nếu mà cho các ngân hàng tham gia vào cuộc chơi này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái quỹ ETF. Nên vì các lợi ích của nhau, vì các lợi ích nên là họ sẽ, theo góc nhìn của Hòa là như vậy, thì họ sẽ không đồng ý cho các ngân hàng gọi là lưu ký đấy, lưu ký cái tiền mã hóa này. Thì chúng là cái điều chúng ta cũng là dễ hiểu thôi. Và khi mà ở đây trong này có một cái là tương tự, giám đốc điều hành của ngân hàng này thì cũng đã cho biết rằng là những cái thay đổi về lãnh đạo trong Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có khả năng diễn ra, đặc biệt lưu ý đến tác động của cựu chủ tịch SEC Gary Gensler, tiêu cực, không phải cựu chủ tịch, xin lỗi mọi người, đang là chủ tịch, tiêu cực của Gary Gensler đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa, và việc thay thế Gensler có thể là một ý nghĩa với thị trường. Và đây có ấy lại trên Polymarket thì hiện tại bà Kamala Harris đang dẫn trước, đó, đại loại sơ bộ như thế. Và bạn có thể thấy, nếu thấy nhiều ETF hơn tương đối nhanh chóng, và tôi cho rằng Solana có khả năng là ETF thứ 3, đó, đấy là sắp tới đấy, là khả năng đấy. Đó, thì mọi người có thể thấy rằng là đây là một cái chia sẻ nữa liên quan đến cái thị trường của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là ông này ông dự đoán lên tận 200.000 đô la vào cuối năm 2025, đúng không nào? Thì trong thị trường như vậy, qua những cái số trước, các bạn cũng đã thấy rằng là cái dự đoán của tất cả các chuyên gia đều khác nhau, không có ai đúng cả.
không có ai, à không phải không phải có ai đúng, mà là không có ai nhận định giống nhau cả. Đó, thì các chuyên gia mà mỗi người sẽ có một quan điểm và chúng ta chỉ nghe và thu lập cái những cái thông tin đó thôi. Chứ còn biết trước thì không có ai biết trước cả. Đó, đấy là thực tế. Đấy là thực tế nó như thế. Và chúng ta hãy chờ đợi xem trong thời gian tới nó sẽ ra sao. Và tất nhiên với một nhà đầu tư thì chúng ta không chờ dự đoán đến lúc đó để chúng ta bán, đúng không nào? Và khi mà đủ cái tín hiệu bán theo phương pháp của tài phú thì chúng ta sẽ bắt đầu bán, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu bán. Để và cái quan trọng nhất là trong thị trường là chúng ta phải có một mục tiêu tài chính, để khi đạt được mục tiêu thì chúng ta phải lấy cái mục tiêu đó, là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì gì ạ? Bởi vì là như cái câu slogan của tài phú đó chính là lợi nhuận thay đổi cuộc sống, thì là một trong những cái rất là quan trọng. Khi chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình, chúng ta phải gặt hái nó về đó, chúng ta phải gặt hái nó về, chúng ta phải mang được cái lợi nhuận về. Đây cũng là một cái phần rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây Hòa đã từng đặt mục tiêu, nhưng sau đó khi mà thị trường mang cho Hòa đến cái cơ hội, Hòa lại không lấy cái mục tiêu đó, và cuối cùng lại còn mất hết cái cơ hội đó. Đấy là một trong những cái rất là đau đớn. Đó, rất là đau đớn đó. Bởi vì không có ai biết được là giá nó sẽ tăng nữa hay không, tăng đến bao nhiêu, mà chúng ta chỉ có thể dựa trên xác suất thôi. Xác suất là bao nhiêu thôi, bao nhiêu phần trăm. Đó, thì không có ai có thể dự đoán chính xác được. Đấy. Thế thì đấy là chia sẻ với mọi người về cái phần này. Đó. Tiếp theo chúng ta đến với những tin tức tiếp theo. Thì đây là một cái nghị sĩ Hoa Kỳ tên là Tom Emmer cho biết rằng ông mong muốn được làm việc với Donald Trump để sa thải Gary Gensler. Đó, thì mọi người thấy rằng là thị trường họ 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 như vậy đấy. Đó. Thì chia sẻ ở đây là như thế. Và mọi người có thể thấy rằng là ở đây cũng có một cái chia sẻ của anh chàng này cũng rất là hóa mình, đó chính là giấc mơ tiền mã hóa. Giờ đây trở lên chính trị đến mức nào? Đó thì mọi người có thể thấy rằng là các cái chính trị gia, những người nổi tiếng, những chính trị gia hàng đầu, những ứng cử viên tổng thống họ cũng phải nói về cái thị trường này, cho thấy cái mức độ ảnh hưởng của thị trường nó càng ngày càng lớn hơn. Đó, đi vào sâu rộng hơn và đi vào trong cả chính trị. Đó, thì đấy là một trong những cái tin tức tiếp theo. Chúng ta có một cái chia sẻ cuối cùng ngày hôm nay. Đó chính là một cái chia sẻ một người tiên phong của Bitcoin là Hans Finley thảo luận về cái tiềm năng của tiền mã hóa. Đó, 26 năm trước thật là một huyền thoại, thật là một di sản. Thì đấy, thì ở đây 26 năm trước trong cái bài chia sẻ này của anh Han này, thì anh có chia sẻ về cái các cái thông tin đó về cái mã hóa để mà chúng ta để mà tức là 26 năm trước họ đã có những ý tưởng, họ đã có những cái chia sẻ. Tất nhiên là sau này thì chúng ta mới có Satoshi để thực hiện cái công thức về cái công tạo ra cái tiền mã hóa dựa trên nhiều cái công nghệ khác nhau, trong đó có công nghệ hàm băm đó, các cái SHA-256, đúng không nào? Thì ở đây trong cái bài này anh ta cũng đã chia sẻ về những cái điều này trong những cái năm 26 năm trước, tức là vào năm 98 đó, là anh ta đã chia sẻ về cái hệ thống đó, thì là để mọi người hiểu. Và còn trong tiền mã hóa thì chúng ta có rất là nhiều công nghệ, như là công nghệ mạng ngang hàng P2P, chúng ta có cái cây Markle, chúng ta có cái khóa cá nhân, mật mã khóa cá nhân và rất nhiều cái khác để mà Satoshi kết hợp lại với nhau để tạo ra cái tiền mã hóa chúng ta. Nhưng phải có nhờ những cái người tiên phong như anh này, thì những cái kiến thức, những cái kết nối, những cái là đó nó mới được ghép lối, nó được khớp lại để mà sau bây giờ khi mà Satoshi tạo ra cái tiền mã hóa, đúng không nào? Thì đấy là một trong những cái chia sẻ về cái lịch sử của tiền mã hóa để mà chia sẻ với mọi người trong cái số cuối trong chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như bạn thấy video này là hay, là hữu ích thì hãy dành cho Phương Pháp Thành Công một like, chia sẻ video này với những người đang quan tâm trong thị trường đầu tư tiền mã hóa. Đừng quên, nếu mà bạn quan tâm đến một cái công thức, một phương pháp đầu tư hiệu quả
qua từng chu kỳ đã giúp cho nhiều người tạo ra lợi nhuận, thay đổi cuộc sống, thì công thức đầu tư tiền mã hóa của Tài Phu là một sự lựa chọn mà Hòa thấy rằng là các bạn lên tham khảo. Và đừng quên, nếu mà bạn đang có nhu cầu đó thì hãy bấm vào đường link bên dưới phươngphatthanhcong.com hoặc cryptocurrency.market. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những số tiếp theo.